Xin chào các bạn, tôi nghĩ là cho tới bây giờ thì nhiều bạn cũng đã nhận được tin tức là Fed, ngân hàng dự trữ liên bang của Hoa Kỳ đã ra quyết định chính thức là sẽ cắt lãi suất và đợt này họ sẽ cắt là 50 basis point có nghĩa là 0,5% và sau khi cắt thì lãi suất của Fed là sẽ khoảng 1 cho tới 1,25% và đợt cắt này là một đợt cắt mà có rất nhiều đặc biệt. Trước hết thì bạn cần phải biết là đây là một đợt cắt khẩn cấp đầu tiên từ khi mà khủng hoảng tài chính năm 2008 xảy ra lần cuối cùng mà Fed cắt khẩn cấp là tháng 12 năm 2008 và từ đó cho tới bây giờ đây là lần đầu tiên khi mà chúng ta nhìn vào lịch sử của những đợt cắt trước đây thì các bạn thấy được là tuy cắt 0,5 phần không phải là đợt lớn nhất trước đây các bạn thấy là có một đợt Fed cắt tới 0,75 phần trăm nhưng mà lúc đó thì cái phần trăm lãi suất của Fed vẫn còn là khoảng 3,5 Bây giờ tình hình đã khác siêu rất nhiều. Bây giờ các bạn thấy được tình hình là dưới 2% nhưng mà họ vẫn cắt 0,5% là một cái cuộc cắt rất là lớn. Đó là điều các bạn cần phải hiểu. Thế gì nữa chúng ta đang nhìn vào cái biểu đồ phần trăm của Fed trước đây thì các bạn thấy là những cái đợt cắt mà dòng tròn màu vàng này là những cái đợt cắt mà họ đã tính trước, họ đã ra kế hoạch trước. Những cái đợt cắt màu đỏ này là những đợt cắt khẩn cấp. Cho nên kỳ này các bạn thấy đã được các khẩn cấp đầu tiên sau khi mà khủng hoảng tài chính năm 2008. Và một điều thú vị ở đây thì các bạn thấy là lần cuối cùng khi mà Fed cắt 0,5% đó chính là ngày 29 tháng 10 năm 2008 và hai ngày sau đó thì Satoshi Nakamoto đã xuất bản cái white paper trên Bitcoin. Và hơn thế nữa thì các bạn thấy được là cái đợt cắt lãi suất này đã làm cho lợi tức trái phiếu 10 năm của Hoa Kỳ đã giảm dưới 1%. Các bạn nhìn vào cái biểu đồ của lợi tức trái phiếu của Hoa Kỳ thì các bạn thấy được là bây giờ chỉ còn 0,92% ngày 3 tây tháng 3 năm 2020. Thì điều này có ý nghĩa như thế nào? Các bạn thấy được là đây là một điều mà chưa từng xảy ra trong lịch sử của Hoa Kỳ. Đây là biểu đồ mà hơn 100 năm thì chưa có lần nào mà lợi tức trái phiếu 10 năm của Hoa Kỳ giảm dưới 1%. Chúng ta đang đi vào một cái thời kỳ mà chưa hề có trong lịch sử. Tuy nhiên các bạn thấy là tổng thống Donald Trump vẫn không được vui và yêu cầu là Fed phải cắt thêm 0,5% nữa để mà đối đầu với dịch bệnh. Và khi mà các bạn nhìn vào thị trường thì phản ứng ngày hôm nay hoàn toàn ngược lại với là logic. Các bạn thấy là hôm nay thì các chỉ số của chứng khoán Hoa Kỳ đều đã đi xuống. Dow Jones đã xuống 2,94%, S&P 500 xuống 2,81% và Nasdaq đã xuống 2,99%. Ngày hôm qua thị trường đã lên 4% nhưng mà hôm nay là đi xuống gần như là khoảng 3%. Cộng vào đó, các bạn nhìn vào thị trường vàng thì vàng đã lên hôm nay. Khi các bạn nhìn vào vàng trong một ngày qua thì các bạn thấy là giá vàng cũng đã tăng lên. Tuy nhiên đây là một điều ngược lại với logic tại vì khi mà Fed cắt giảm lãi suất thì tiền đáng lý là phải đổ vào cổ phiếu chứ không phải đổ vào vàng. Nhưng mà hôm nay cổ phiếu xuống vàng lại tăng lên. Đây là một điều mà nhiều bạn cũng đã nói tới ở trong các comment. Nhưng mà các bạn nhìn vào Bitcoin thì như thế nào? Thì Bitcoin hôm nay các bạn thấy là bây giờ thì giá cũng tương đương như là ngày hôm qua Lúc mình làm cái video ngày hôm qua nhưng mà Sau khi mà nghe tin tức Fed cắt giảm lãi suất thì Bitcoin cũng đã đi xuống Bây giờ cũng đã hồi phục lại Và giá tương đương với ngày hôm qua và các bạn thấy là các altcoin lớn Thì thời điểm bây giờ vẫn tiếp tục Đi theo xu hướng của Bitcoin Và chúng ta sẽ nói tới việc liên quan tới là Fed Có tiếp tục cắt giảm lãi suất hay là không Và ảnh hưởng là như thế nào Tại sao Bitcoin lại không có phản ứng tại sao vàng lại tăng lên Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết Thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin Và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như các bạn nhận được giá trị trong video ngày hôm nay Hay là các bạn thích những cái video tương tự Thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh Để giúp kênh được tiếp tục phát triển Đầu tiên thì chúng ta hãy nói tới là tại sao khi mà phép cắt lãi suất thì hôm nay chúng ta thấy được là thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ lại đi xuống. Đáng lý là phải ngược lại khi mà phép cắt lãi suất thì tiền sẽ đổ vào chứng khoán, giá sẽ tăng lên. Thì các bạn cũng đã nhớ là ngày hôm qua giá cả của cổ phiếu đã tăng lên rất nhiều và các chỉ số các bạn thấy là đây là chỉ số Dow Jones đã tăng lên hơn 1.000 điểm hôm qua và nhiều nhà trader trên Wall Street đã có cái suy nghĩ đã gần như là tin tưởng tuyệt đối là ngân hàng dự trữ liên bang của Hoa Kỳ sẽ cắt lãi suất khẩn cấp và chúng ta cũng nên nói tới video ngày hôm qua là cơ hội rất cao là Fed sẽ cắt lãi suất trước cuộc họp có nghĩa là trước ngày 18 tây tháng 3 và chưa gì hết nhưng mà thấy trong trong vòng có một ngày thì điều này đã xảy ra cho nên cái giá cổ phiếu ngày hôm qua khi mà cổ phiếu tăng lên thì đã tính luôn cái sự kiện này ngày hôm nay thì thị trường đã điều chỉnh lại khi mà tin thực sự được đưa ra và đối đầu với lại cái sự tục giá thì Tổng thống Donald Trump lại tiếp tục yêu cầu Fed cắt giảm lãi suất Và các bạn cũng nên biết là năm nay là năm bầu cử Tổng thống cho nên nếu như mà thị trường chứng khoán không được tốt, thị trường kinh tế không được ổn thì ảnh hưởng rất xấu đối với Tổng thống Donald Trump. Cho nên Tổng thống Trump đã ra yêu cầu là cắt thêm 0,5% nữa lấy lý do là cần cắt thêm để mà chống lại dịch bệnh và chỉ vào những nước như là các bạn thấy là những nước như là nước Úc nếu Nhật Bản hay là một số nước gia nằm trong cái khối G7 một là đã cắt lãi suất còn hai là đã ra quyết định là sẽ cắt lãi suất để mà thúc đẩy sự phát triển của thị trường chống lại dịch bệnh và tổng thống Donald Trump nói là những nước như nước Úc đã cắt lãi suất đã cắt mức là chỉ còn có 0,5% trong khi mà Hoa Kỳ vẫn còn 1 cho đến 1,25% cho nên đây là một điều mà sẽ làm cho kinh tế của Hoa Kỳ khó cạnh tranh được với các quốc gia nước ngoài nếu như mà lãi suất vẫn còn cao nhưng mà sự thật thì thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ đã bị nghiện lãi suất thấp. Các bạn thấy là mỗi đợt cắt thì đại đòi hỏi được cắt kế tiếp, cắt phần trăm nhiều hơn. Sau khi mà khủng hoảng tài chính năm 2008, thì sau đó các bạn thấy là Fed cắt lãi suất liên tục cắt rất nhiều lần, cắt đến mức mà các bạn thấy là chỉ xoay quanh con số 0. Và từ năm 2009 cho đến năm 2015, thì lãi suất xoay quanh con số 0 để thị trường có thể là hồi phục lại sau khi mà khủng hoảng tài chính năm 2008. Và sau năm 2015 thì lãi suất lại được từ từ tăng lên Nhưng mà chỉ tăng tới cái mức là khoảng 2,5% Thì chúng ta lại gặp cái sự cố liên quan tới chiến tranh thương mại giữa Trung Mỹ Đó chính là năm 2019 Thì lúc đó các bạn thấy là phép đã các lãi suất 3 lần liên tục Và hiện bây giờ chúng ta xoay quanh cái mức là 1 cho đến 1,25% thì câu hỏi bây giờ là Fed có thể cắt được lãi suất bao nhiêu lần nữa? Cắt thì tới bao giờ? Thì câu trả lời là chúng ta vẫn còn cái khoảng cách từ 1,25% tới số 0 và thậm chí là phép có thể cắt dưới số 0 đó chính là điều mà tổng thống Donald Trump thường hay nói tới. Tổng thống Trump muốn áp dụng lãi suất âm như là một số những cái quốc gia hiện tại và có một số bạn cũng thường nói về lãi suất âm và thường sẽ có một cái video riêng nói về vấn đề này. Nhưng mà lãi suất âm là một điều mà hoàn toàn có thể xảy ra đối với Hoa Kỳ. Điều mà các bạn cần biết ở đây là mỗi một lần mà phép cắt lãi suất thì chỉ đơn giản là đẩy lùi cái vấn đề đó để mà giải quyết sau này chứ vấn đề đó không biến mất đơn giản là bị đẩy lùi nhưng mà lãi suất thấp có những cái tai hại rất lớn đó chính là sẽ làm cho thị trường tài chính trở thành một bong bóng và đợt này bong bóng càng ngày lại càng lớn lên chúng ta nhìn vào những cái tài sản như là nhà cửa hay là các bạn nói tới là chứng khoán thì giá đã bị thổi phồng lên có nghĩa là càng các lãi suất càng đẩy lui về thì khi mà bong bóng đã bể khủng hoảng tài chính sẽ càng lớn hơn. Nhưng mà nếu như các bạn hỏi là khủng hoảng tài chính là khi nào thì thường không biết được và hiện bây giờ thường cũng không có muốn chống lại những hàng dự trữ liên bang của Hoa Kỳ. Những người nào mà sốt trong vòng mấy năm qua tại vì nghĩ đây là một bong bóng thì tất cả người đó đều đã bị lộ rất nhiều tại vì Fed sẽ liên tục các lãi suất, liên tục tìm cách đi mà bơm tiền vào thị trường. Và Fed có thể tiếp tục làm việc này trong vòng vài năm tới đây. Cho nên nếu như các bạn muốn sốt thị trường chứng khoán là một điều các bạn cần phải suy nghĩ rất kỹ nhưng mà mỗi một lần mà phép các lãi suất thì chúng ta lại tiến tới một bước gần hơn tới cuộc khủng hoảng tài chính kế tiếp. Và nói về Bitcoin thì có nhiều bạn trong thời gian 2 tuần qua thì nó đã thất vọng tại vì thấy Bitcoin giá đi xuống, đi cùng xu hướng với lại thị trường chứng khoán mà vàng lại tăng lên. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào một năm qua thì các bạn thấy là một năm qua giá vàng một năm trước đây là khoảng 1 chín cho là 1.300 thì các bạn thấy được là 1642 là giá hiện tại trừ cho 1.300 thì các bạn thấy là giá vàng đã tăng lên trong vòng một năm qua là 26% nhưng mà khi mà các bạn nhìn vào Bitcoin thì các bạn thấy là một năm trước đây có nghĩa là đầu tháng 3 năm 2019 thì chúng ta thấy được là lúc đó giá Bitcoin là khoảng 3.700 bây giờ giá Bitcoin là 8.792 cho là 8.700 đi thì các bạn thấy là giá Bitcoin đã lên 5.000 đô trong khi mà cái một năm giá Bitcoin chỉ có 3.700 đô Bitcoin đã tăng lên trong vòng một năm 135% mà vàng chỉ có tăng lên 26% trong vòng một năm qua có nghĩa là đầu tư vào Bitcoin trong vòng một năm qua đã lời hơn vàng gấp 5 lần thời gian hiện tại thì chúng ta có nói tới trong các video trước đây là Bitcoin vẫn đang bị những nhà đầu tư mà coi như là một mảng đầu tư mạo hiểm bán ra có thể là họ thua lỗ vì đầu tư chứng khoán cho nên bán Bitcoin để mà trung hòa cái vốn của mình lại hay là họ đầu tư vào Bitcoin Câu Bitcoin như là một cái mảng đầu tư mạo hiểm để mà kiếm lời nhiều hơn nhưng mà bây giờ là thị trường quá mạo hiểm cho nên họ đều bán hết cổ phiếu cũng bán luôn Bitcoin cho đến khi nào mà những người đó bán hết số lượng của mình thì lúc đó giá Bitcoin ổn định lại đó là trong thời gian ngắn hạn trong thời gian 2 tháng tới đây thì chúng ta vẫn còn có sự kiện Bitcoin halving. chúng ta phải chờ cái Bitcoin phản ứng như thế nào và có chứng minh được Bitcoin là một cái tài sản mà có tính chất như là vàng điện tử hay nộp tài sản mà không có đi chung xu hướng mới cứ một mảng đầu tư nào hay là không tại vì chỉ hai điều đó mới có thể cho bình con có được giá trị đầu tư chúng ta sẽ tiếp tục quan sát trong vòng mấy tháng tới đây coi, coi tình hình là như thế nào nhưng mà trước khi mà chúng ta kết thúc video này tôi có một câu hỏi tôi muốn hỏi các bạn là khi mà chúng ta nhìn vào cái tình hình thị trường kinh tế hiện tại liên quan tới là phép các lãi suất thì các bạn nghĩ là phép các lãi suất tại vì bệnh dịch hay là bệnh dịch chỉ là một cái cớ để Fed cho thể tiếp tục các lãi suất và bơm tiền vào thị trường. Các bạn hãy comment ở phía dưới. Và đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được giá trị trong video này. Nếu như bạn là một trader mà thích trade margin thì các bạn có thể tham gia sàn SnapX. Tham gia sử dụng link của thuần Capital ở phía dưới thì các bạn có thể điền đơn để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là các tín hiệu trade miễn phí. Và trên màn hình cũng có cái link đó chính là các video thường làm về sàn SnapX. Chơi Margin có nguy hiểm cao cho nên không dành cho những bạn mới, chỉ dành cho những trader có kinh nghiệm Và nếu như bạn thích trade altcoin thì bạn có thể tham gia sàn Binance Tham gia sử dụng link của thuận capital ở phía dưới, các bạn sẽ được giảm 10% phí giao dịch Khi mà các bạn giao dịch thì sàn sẽ hoàn lại trăm trong ví của các bạn Và ngoại trừ các video thì các bạn có thể theo dõi các bài viết của thuận capital trên thuậncapital.com Các bạn có thể tìm thấy các bài viết liên quan tới cập nhật tình hình bệnh dịch và các bài viết khác và ngoài trên YouTube thì thuận cũng đăng các video tương tự ở trên library.tv đây là một nền tảng phi tập trung các bạn cũng nên tham gia để chúng ta không hoàn toàn phụ thuộc vào YouTube link sẽ nằm ở phía dưới video này và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn